Xin chào mọi người. Hôm trước mình có giới thiệu đến mọi người thiết bị công tắc cảm biến mức dùng cho tất cả các loại chất lỏng LFV200 của hãng Sick. Hôm nay mình sẽ mang đến thiết bị tương tự tên là Liquifan FTL31 của hãng Andreas Hauser, có hoạt động dựa trên nguyên lý Vibronic, được ứng dụng trong công nghiệp, di chuyển sản xuất, phương tiện hàng hải, lắp đặt trên các bể, bồn chứa, đường ống chất lỏng để bão đầy, để dừng bơm hoặc bão cạn để chạy bơm. Với thiết kế nhỏ gọn chắc chắn là bằng thép không gỉ nên độ bền cao, dễ dàng lắp đặt trong các môi trường khác nhau. Khả năng làm việc chính xác, ổn định, không bị ảnh hưởng bởi các đặc tính chất lỏng như độ dẫn điện, sự tích tụ, dòng chảy hay bọt khí. Thiết bị hoạt động giám sát liên tục, gửi tín hiệu đầu ra riêng biệt, không cần cài đặt hay điều chỉnh, không cần bảo dưỡng, thuận tiện trong thao tác vận hành. Nhiệt độ làm việc thì từ âm 40 đến 100 độ C. Khi vận chuyển, lắp đặt phải chú ý không để đầu đo của cảm biến bị cong hay gãy, không được cầm, nắm, giẫm đạp vào đầu cảm biến. Khi lắp đặt, ta phải chú ý lắp đặt vị trí cảm biến chính xác để mức chất lỏng làm cảm biến tác động đầu ra chính xác. Đầu cảm biến không nên lắp đặt trong ống, nếu có thì đường kính ống phải lớn hơn 50mm. Nếu lắp ngang thân của tanh, đầu cảm biến phải ở vị trí thẳng đứng, tên mã số trên thân hướng lên trên để chất lỏng không đọng lại ở đầu cảm biến. Nếu lắp đặt ở trên đường ống, đầu cảm biến phải hướng dọc theo chiều đi của chất lỏng để không cản trở chất lỏng. Nếu lắp đặt trên bồn thì khoảng cách với thành bồn phải lớn hơn 10mm. Thiết bị sử dụng nguồn một chiều từ 10 đến 30V, đầu ra PNP, tùy thuộc vào chế độ làm việc báo mát hoặc báo min mà ta đấu dây cho phù hợp. Đèn xanh để báo có nguồn. Khi có chất lỏng xung quanh ở đầu cảm biến, tiếp điểm 1-2 mở, tiếp điểm 1-4 đóng, đèn báo màu vàng sáng. Khi không có chất lỏng, tiếp điểm 1-2 đóng, tiếp điểm 1-4 mở, đèn báo màu vàng tắt. Khi lỗi thiết bị, cả tiếp điểm 1-2, tiếp điểm 1-4 đều mở ra, đèn báo màu đỏ sáng. Nếu đèn đỏ sáng nhấp nháy thì sẽ báo quá tải hay ngắn mạch khi đối với tải. Nếu đèn đỏ sáng liên tục là báo thiết bị hỏng, cần thay mới. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like và share, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.